Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có một cái thứ rất là hay ho, mình muốn quay lại cho mọi người coi. Thì không biết là các bạn đang coi kênh của mình, có bạn nào thích làm những cái giống như là làm những cái đồ thủ công á, hoặc là biến hóa một cái gì đó từ cũ mà thành nó đẹp hơn á, upgrade nó nhìn cho nó đẹp hơn, lung linh hơn không? Thì mình rất là thích làm những cái đồ thủ công vậy, hoặc là trang trí nè, hoặc là mà làm những cái đồ nhỏ 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 để trang trí nhà cửa. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cái dự án mà mình làm là gì nha. Và cùng mọi người cùng theo chân mình ra garage cho mình nha, để mình sẽ cho mọi người thấy cái đó. Đây, bây giờ mình đang ở garage nhà mình nha. Thì đây sẽ quay cho mọi người coi. Đây là cái bàn làm việc, bàn làm việc của anh Chris đó. Thì cái bộ bàn ghế này là của vợ chồng Nga cho vợ chồng Cúc nè. Đó, nhưng mà mọi người có thể thấy là nó hơi cũ rồi, với lại nó bị xước, nó bị chầy xước ở đây đó, cho nên là giờ mình sẽ phải làm một cái việc, đó là dùng sandpaper, đó là để chà, dùng cái miếng nhám á để chà hết những cái bề mặt này nè, xong rồi cái mình sẽ sơn lại màu trắng, tại vì cái màu gỗ này nó không có hợp với lại cái nội thất của nhà mình đang có, nên là mình sẽ phải mài nó thật là kỹ càng đi ha. Xong cái mình mua cái sơn màu trắng về mình sẽ sơn. Đó, giống như vậy. Sau đó thì mình sẽ cắm vào cái ổ cắm kia, rồi mình bắt đầu là mình bấm công tắc là nó sẽ tự chạy thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người coi nhé. Đây, mình đã xong hết rồi nè, người ngợ bụi bặm hết trơn luôn đó. Lâu lâu á, mình việc gì làm được hết á, lâu lâu làm là hoạt động chân tay cho nó khỏe người á, chứ mình không thích là giống như là nhìn nó trắng trẻo quá, mình không thích, mình thích nó nhìn nó khỏe mạnh cơ. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm lấy đi lấy một cái khăn, xong rồi cái mình tẩm nước một chút xíu thôi cho nó hơi hơi ẩm ẩm một xíu thôi, xong mình sẽ lau sạch những cái mặt bàn này nè, đó thì nó sẽ rất là trơn. Đó, mọi người thấy không? Giờ nó đang bụi ha. Xong mình lấy cái khăn đó, mình lau đi thì nó sẽ rất là trơn và mượt. Thì lúc đó mình sơn vô á, cái sơn nó rất là bám và rất là bền màu và đẹp nữa. Đó, bây giờ mình làm xong rồi, cái dự án tiếp theo sẽ là đi sơn ha. Thì mình có gì mình sẽ quay lại tiếp cho mọi người coi nha. Bye bye. For now. Okay. Xin chào mọi người, hôm nay là cuối tuần, anh Quýt lại tiếp tục là giúp mình tiếp tục là gọi là sao nhỉ, giấy cái giấy nhám á, để chà cái bàn này cho nó kỹ hơn, tại hôm bữa tối quá đó, mình làm nó còn một vài chỗ đó nó chưa có được đẹp cho lắm. Mà đó, anh Chris sẵn chà quá trời kỹ luôn. Maybe you do the sandpaper very well too. Got my little sander. Can I sand a little bit? Yeah. Okay, I'll just kind of show you. You can see right here where it's well, my hands are dirty, but it's okay. Yeah.
nay mình với lại anh Chris đi siêu thị là mua thêm. Đây là cái hũ này tụi mình mua ở Walmart ha. Đây thì mình sẽ dùng cái lọ này để chám vào những cái chỗ mà nó bị lỗ chỗ á, cho nó được bằng phẳng, lúc mà sơn nó sẽ đẹp hơn. Còn đây là cái lọ sơn tụi mình mua cái loại mà white semi gloss, nên là nó làm cho sáng, trắng sáng á, trắng mà bóng bóng lên á. Đó, cọ nè, và những cái này là những cái đồ cầm á, thì tay cầm á thì là tụi mình thay hết những cái tay cầm luôn để cho nó hợp với lại cái ghế tụi mình đã mua, cũng như là cái nội thất đấy, thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ mang qua gara cho anh Chris để anh Chris bắt đầu là tiến hành là làm cái này trước ha. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình là kê hết mấy cái bàn này vô trong nhà cho nó ấm. Ở bên ngoài gara giờ tối nó vẫn hơi lạnh đấy. Bây giờ là tụi mình sơn cái lớp đầu tiên nha. Đấy, giờ anh Chris phải chui xuống dưới bàn. Anh Chris giống như là anh Chris giống như là mermaid. You look like mermaid. Giống nàng tiên cá nằm sơn thế này nè, làm sơn cái gầm chứ. Còn mình sẽ dùng cái cọ nhỏ vậy để sơn mấy cái cạnh gì nè. Đó, thôi giờ vợ chồng mình sơn nha, xong rồi là tụi mình sẽ để nó đến sáng mai lận, xong rồi tụi mình mới sơn cái lớp thứ hai. Mọi người, đây là cái bàn mà sau khi đã được sơn là tổng cộng là 5 lớp sơn nè mọi người. Đó, mọi người thấy là như là mới chưa, quá trời đẹp luôn ha. Và anh Chris là, để mình quay lại gần đi ha, anh Chris là thay tất cả toàn bộ những cái, đây là những cái nốt này luôn. Đó, mọi người thấy không, phẳng phiu bóng bẩy luôn ha. Đó, đó, quá trời đẹp luôn. Giờ là mình sẽ bỏ những cái đồ trang trí vô đây, rồi sách vở, nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó, và treo một bức tranh ở đây nữa. Đó, rồi đến tối anh Chris sẽ giúp mình là set up cái máy tính ở đây. Thì chỗ này sẽ là khu làm việc của anh Chris.
thành quả của vợ chồng mình nè. Không biết là mọi người thấy cái thành quả này nó có đẹp không? Mình mong là cái video này, mọi người thích cái video này, và cũng như là cái video này giúp mọi người truyền cảm hứng để có thể là biến hóa những cái vật cũ trong gia đình mình thành những cái vật mà nó đẹp hơn và tiết kiệm tiền, tại vì mình sẽ không phải đi mua những cái vật dụng mới tại vì nó sẽ rất là mắc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của vợ chồng mình nha, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.